có lính huyện mang chát quan về làng, quan chi huyện huyện ích, ích, sức hương lý xã ngũ vọng tuân cử. Nay thừa lệnh tỉnh đường, ngày 19 mát này, tức 29 tháng riêng an nam, tại sân vận động huyện có cuộc đá bóng thi, nhiều chiến tướng đá rất hay, mọi nhẽ. Vậy sức các thầy phải thông báo cho dân làng biết và phải thân dẫn đủ 100 người, đúng 12 giờ trưa đến xem, không được khiếm diện. Những người đã cắt đi dự cuộc khánh thành sân thể dục tháng trước, thì lần này được miễn. Ai có mặt tại sân vận động cũng phải ăn mặc tử tế, đi đứng nghiêm chỉnh và phải vỗ tay luôn luôn, vì hôm ấy có nhiều quan khách. Làng ngũ vọng lại phải có năm lá cờ, sẵn sàng từ 10 giờ sáng. Việc này tuy là việc thể dục, nhưng các thầy không được coi thường. Nếu không tuân lệnh sẽ bị cứ ụ nay sức lê thăng cộng cộng anh mịch nhăn nhó, nói lại ông, ông làm phúc tha cho con, mai con phải đi làm trừ nợ cho ông nghị, kẻo ông ấy đánh chết. Ông Lý cao mặt, lắc đầu, dơ roi song to bằng ngón chân cây lên trời, dậm dọa, kệ mày, theo lệnh quan, tao chiếu sổ đinh, thì lần này đến lượt mày rồi ý cắn cỏ con lại ông trăm nghìn mớ lại, ông mà bắt con đi thì ông nghị ghét con, cả nhà con khổ. Thì mày hẹn làm ngày khác với ông ấy, không được à? Đối với ông nghị, con là chỗ đầy tớ, con sợ lắm, con không dám nói sai lời, vì là chỗ con nhờ vả quanh năm. Nếu không, vợ con con chết đói ị chết đói hay chết no, tao đây không biết, nhưng giấy quan đã sức, tao cứ phép tao làm, đứa nào không tuân, để quan gắt, tao trình thì rũ tù. Lại ông, ông thương phận nào con nhờ phận ấy ị mặc kệ trung bay, tao thương chúng bay, nhưng ai thương ta ở hôm ấy mày mà không đi, tao sai tuần đến gô cổ lại, đừng kêu cộng cộng bác phó gái, dịu dàng, đặt cành cau lên bàn, ngồi xổm ở xó cửa, gãi tai, nói với ông Lý, lại thầy nhà con thì chưa cất cơn, mấy lại sợ thầy mắng chửi, nên không dám đến kêu lại thầy. Quyền phép trong tay thầy, thầy tha cho nhà con, đừng bắt nhà con đi xem đá bóng vội ồ, việc quan không phải như chuyện đàn bà của các chi. Thì lại thầy, thế này, làng ta thì đông, thầy cắt ai không được. Tại nhà con ốm yếu, nên xin thầy hoãn cho đến lượt sau ốm gần chết cũng phải bị lệnh quan như thế. Ai cũng lấy cơ ôm yếu mà không đi thì người ta đá bóng cho chó xem à. Thưa thầy, giá nhà con khỏe khoắn, thì nhà con chả dám kêu ụ nhưng, thưa thầy, từ đây lên huyện, những chín cây lô sợ nhà con đi nắng thì cảm, rồi phải lại thì oan dạ đây không biết, mà đây cũng không nghe đâu vợ chồng thu xếp với nhau thế nào, đây mặc kệ. Thưa, hay con nghỉ buổi chợ để đi thay nhà con có được không ạ? À? Không, phải là đàn ông cả chứ nữ nhân ngoại tộc, ai kể. Người đàn bà thở dài, thế thì con biết làm thế nào được. Cộng cộng bà cụ phó bính, mắt kèm nhèm, vừa nói, vừa cười rất vô duyên. Thì lòng thành, ông Lý cứ nhận đi cho cháu. Cháu hôm ấy không bận đi ăn cưới thì cháu cũng xin vâng. Cháu đã thuê thẳng sang đi thay cho cháu cũng thế. Ông ngờ đi là được. Thế ngộ quan biết, có chết tôi không? Quan đếm đủ đầu người là xong, chứ ai xem thẻ mà ông sợ. Tôi nhận lễ của con bà mà tôi lo lắm việc quan nào phải việc chơi ỷ thì cũng như ông làm phúc ấy mà lì. Nhưng thằng Sang có khăn áo tử tế, hay lại ăn mặc như thằng ăn mày ấy, ông không phải lo việc ấy, nó đã giảm mượn được đủ cả rồi, ý cháu mặc cả và đã khoán đủ với nó như thế. Ông Lý nhăn mặt, nhặt ba hào, bỏ túi, làm việc mà cứ gặp phải những người như con bà, thì tôi đến chết mất. Thì ông không cho phép cháu ở nhà, cháu phải thuê người khác đi thay cũng thế chứ gì. Thế đến gà gáy hôm 29. Bà phải bảo thằng Sang trực sẵn ở đình, tôi dẫn đi ấy, ông cho nó cơm nước thong thả đã chứ. Đá bóng ít ra ba bốn giờ chiều mới bắt đầu kia mà. Tôi tưởng mười hai giờ ở nhà đi cũng vừa à buổi sáng, tôi còn mượn nó cuốc mảnh vườn. Ba bốn giờ chiều mới bắt đầu, nhưng quan bắt đến huyện từ mười hai giờ chạm để ngài điểm. Mà quật sức mười hai giờ, thì mình phải đến từ mười một giờ cho sớm xù á và lại, tôi còn phải mang cờ lên lúc mười giờ thì chả đi từ 5-6 giờ thì đi vào lúc nào cho nên, mọi người phải chờ tôi ở đình từ gà gá ị thế thì sớm quá. Ông Lý gắt, tôi không lôi thôi ị bà không bằng lòng thế, thì tôi cứ bắt đích danh con bà. Mặc kệ, bà phó sợ hãi, không, lệnh ông thì thế nào tôi chả phải nghệ là tôi nói chuyện thế đấy chứ. Mấy lị bao nhiêu người đều phải thế, chưa riêng gì bà. Bà bảo thằng Sang nắm cơm từ chiều hôm trước chứ sáng hôm ấy dậy mới thổi thì không kịp đâu vâng. Cộng cộng ngay từ sáng tờ mờ hôm 29, ở sân đình làng ngũ vọng, đã có tiếng ông Lý quát tháo om sòm, thiếu những 18 thằng kia. Tuần đâu, đến tận nhà chúng nó, lôi cổ chúng nó ra đây chứ đã hẹn đi lại còn định chuôn phòng. Sau tiếng giả ran, những ngọn đuốc linh tinh kéo đi các ngà. Ông Lý dặn theo, tiếng oang oang, hệ đứa nào láo, cứ đánh sặc tiết chúng nó ra, tội vạ ông chị ủ mẹ bố chúng nó. Việc quan thế này chết cha người ta không? Chúng bay gô cổ cả, giải cho được ra đây cho ông. Lại một tiếng dạ nữa, giữa những tiếng cho giống dợi ngọn lửa đỏ như nổi lềnh bềnh trong biển sương mù. Thì đại khái cái cảnh diễn ra như thế này, hai người tuần, một người cầm đuốc, một người cầm tay thước, đạp cửa vào nhà thằng cò. Sau khi tìm sục khắp gian ngoài, buồn trong, không thấy một ai, họ xuống bếp, chọc tay thước vào cót do và bồ chớ ụ rồi họ lùng ra mé sau nhà. Cũng vô hiệu nhưng bỗng có tiếng trẻ khóc thét lên, thì hai anh Tuần mới khám phá ra chỗ người trốn, thằng cò nằm ẹp với con ở cạnh đống dơm, phủ lên mình đầy dơm. Nó bị lôi ra ngoài ị nó van lại, lại các bác, các bác cho tôi ở nhà làm ăn. Sao anh đã hẹn với ông Lý, lại không đi, để ông ấy chửi địa lên kia kìa à, tôi đi thì tôi mất cả ngày mà mất buổi làm thì tôi với cháu nhịn đó ị tôi không biết. Mấy lị tôi không mượn đâu được quần áo không biết. Anh gia đình mà kêu với ông Lý, thằng bé con nhắm nghiền mắt, ôm chặt lấy bố, nó sợ quá, không khóc được nữa à thằng cò chưa kịp trả lời. Đã bị lôi sành sạch đi cộng cộng cuộc săn dù giáo giết đến đâu cũng không sao chóc đủ một trăm người phải đi xem đá bóng. Giam sáu anh khôn ngoan, đã kéo đến ngủ nhờ nhà khác, hoặc làng khác. Họ làm như lánh nạn, khi thấy đã chậm giờ, ông lý trưởng nghiến răng nói, chúng nó ngu như lợn. Người ta cho xem đá bóng chứ ai làm gì mà cũng phải bắt. Rồi quan thấy không đủ số, lại chửi ông không tận tâm. Rồi ông ra lệnh, 94 thằng ở đây, xếp hàng năm lại, đi cho đều bước. Tuần chúng bay phải kèm chung quanh giúp ta ọ đứa nào mà trốn về thì ông bà ọ đoạn ông lo lắng, đi cuối cùng, mắt nhanh nhẹn để coi cẩn thận như coi tù binh. Mẹ bố chúng nó cho đi xem đá bóng chứ ai giết chết mà phải trốn như trốn giặc chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh youtube của chúng tôi sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn hy vọng qua câu chuyện chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa